Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. X từ 1 trên 10 hồi sinh với một phong cách quen thuộc. Các chiếc X từ 1 trên 10 độ hôm nay rất quen thuộc với anh em chia sẻ trong nhiều năm qua, với vô số bản độ từ đơn giản đến hổ được ra mắt hàng ngày. Nó tiếp phong cách dọn xe chuyển nhẹ nhàng, nhiều anh em đi trước, và hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một cái chiếc X từ dọn phong cách rất đơn giản nhưng cũng rất là mát mắt. Cái sự đơn giản đầy ẩn chứa rất nhiều mức trợ chất. Đồng hồ Casio dành cho con X10 đời trước ở dụng khá lắp nhiều zin, trang bị nhiều tính năng đo đạc. Cái phần đầu được biến tấu lại ở dụng cái công tắc của cái chiếc X10 2019. Không quên nhắc về cái chế điện 2 tầng của Sivat để tăng thêm độ sáng, nhưng không làm nóng gió và không những thế nó còn mang cho mình nét đẹp rất hoàn mỹ hiện đại cho con xe độ. Cái đặc điểm nhất định mình thích nhất cái mẫu đèn này là khá lắp nhiều zin, không cần cháy cháo gì hết. Heo, cây dầu được giữ nguyên. Người chủ chỉ CC là cái phần phát heo phù hợp hơn kích thước của đĩa thắng là 260. Một món đồ chơi cũng đã bật với cái phần lòng đĩa màu vàng. Cái dàn chân được hạ xuống cái mâm 5 cây phiên bản nhỏ. Cái phần mâm sau cũng được đóng cái cù lại, có thể tận dụng trên những cái đi phanh đĩa. Đèn hậu zin đi cùng với cái xi nhan Quaro về của Malay tạo cái chút gì đó là hơi độc đáo. Quét cho mình một cái tông màu xanh CB kết hợp cùng với bộ tem rất đơn giản nhưng vô cùng tế mỹ, từng đường nét và những cái sự người thực hiện rất là tinh tế và cái tiệm tấn đề can với chất liệu là tem candy hoặc cái công nghệ tem rời tại cái tiệm tấn đề can để biến hóa bộ tem này thêm một phong cách là khác biệt, hoàn hơn, hoàn chỉnh hơn với cái độ độc đáo sắc nét rất cao. MX độ xinh tươi với loạt đồ chơi siêu đỉnh. Cái chiếc Honda MX 105 là cái chiếc mini bike mô phỏng theo những cái chiếc mô tô một lớn thu nhỏ đang rất được ưa chuộng ở Việt Nam. Cái chiếc xe nhỏ này sở cho mình ngoại hình cái kiểu cách như những chiếc nước cơ bài hầm hổ nhưng lại có kích thước nhỏ gọn. Phần đầu xe được trang bị cái chế đèn tròn phát CC đến kèm hai cái xi nhan Motorcycles. Chúng ta đang nhìn ngắm cái cụm thắng của CAC Carbon. Cái dây con Chetaco vào tay Domino cùng với kính gù CC. Bên trái thì không kém cạnh gì khi người chủ nhẹ nhàng trang bị em ấy cái cụm tăng tốc Domino, cụm thắng Rambo tích hợp bình dầu rời, cây thắng Caper, cái cụm công tắc của Domino trái phải. Phần ghi đông nguyên bản không tích hợp với kiểu dáng lùng của cái chiếc xe độ hôm nay nên người chủ quyết định xuống cái phần ghi đông của Composito CNC đen đi cùng rất nhiều ốc roti nằm nó bật ở giữa. Và chúng ta đang thấy cái phần trợ lực Magic rất ấn tượng, khó phai với cái thanh ti vàng làm chút điểm nhớ đặc trưng. Thay vì ứng dụng cho mình trang phục Tesla nguyên bản, người chủ đã hạ xuống trang phục của AICS còn với heo của Fando 2 biến xứng đi cùng đĩa Gaffer. Ở đây ta đang nhìn thấm cái phần dây carbon cùng với mỏ cài ti ga, một bên sườn của Takakawa. Cái hộp ni trinh bình dầu rời sớm dành riêng cho cái chiếc MX nên cái chiếc bình CC Donet nằm khác với mẫu phục mà ta thấy, đi cùng chiếc bộ phát hạ phục giúp chiếc xe dễ dàng thay đổi trọng tâm. Và đây là con heo dọc của Rainbow Bliss đi cùng với bộ kép gấp Composito, cái dọc Caper xanh yêu thương. Nhìn ngắm bé trai từ phía xa xa. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, để tiếp nhớ like, subscribe.